Hello thầy, xin chào các em. Hôm nay mình lại tiếp tục làm các cái bài toán liên quan tới lại cái hai mặt phẳng song song. Thì sở dĩ mà hôm nay mình làm cái bài toán về hai mặt phẳng song song á là bởi vì nếu mà các em nắm vững được cái kiến thức về hai mặt phẳng song song á thì các em sẽ dễ dàng giải những được những cái bài toán như là tìm thiết diện của một cái hình chóp hay là một cái hình lăng trụ mà bị cắt bởi một cái mặt phẳng alpha nào đó. Chúng ta đi tìm cái thiết diện, rồi sau đó là chúng ta đi tìm cái diện tích của thiết diện đó khi mà một trong các cái đại lượng thay đổi. Thì trên thì cái bảng này thì đã có ghi sẵn cái đề để khỏi mất thời giờ của các em. Thì bây giờ chúng ta bắt tay ngay vào cái giải cái bài bài toán này. Nó nói về cái ứng dụng của hai mặt phẳng song song như thế nào trong việc giải một bài toán hình học không gian. Bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích cái đề toán này nha. Cho hình chóp S ABCD, đáy ABCD là một cái hình bình hành tâm O. Người ta cho AC bằng A nhỏ, BD bằng B nhỏ. Cái tam giác ABD á, là một cái tam giác đều. Một mặt phẳng alpha di động. Mặt phẳng alpha này song song với lại mặt phẳng SBD. Và mặt phẳng alpha này đi ngang qua cái điểm Y thuộc cái đoạn OC. Câu hỏi thứ nhất là xác định thiết diện hình chóp cắt bởi mặt phẳng alpha. Cái câu hỏi thứ hai là người ta yêu cầu mình tính cái diện tích thiết diện đó theo hai cái biến là a nhỏ b nhỏ, và người ta cho cái giá trị của cái đoạn AI là bằng x nhỏ. Thì các em đọc lại đề. Trong lúc đó thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em trình bày một cái hình vẽ. Bây giờ cho hình chóp S ABCD, cũng như các cái bài giảng trước, bây giờ mình vẽ phác họa ra trước cái đã. Cho hình chóp S ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Thì bởi vì cái đây là cái hình cái đây là cái cái đây là cái hình phác họa, thành thử ra là các em vẽ nhanh thôi. Cho hình chóp SABCD. Các em cũng không cần phải vẽ liền nét hay không liền nét, bởi vì cái đây là cái hình phác họa. SABCD vẽ đại như thế này. Đấy, SABCD. Dĩ nhiên đó là như thầy nói nhiều lần rồi, tức là đã là hình bình hành đó, thì hỏi hay không hỏi các em cứ vẽ hai cái đường chéo nó giao nhau tại trùng điểm O của mỗi đường như vậy đó. AC bằng A nhỏ, BD bằng B nhỏ. Cái tam giác SBD là tam giác đều. Một mặt phẳng alpha di động và cái mặt phẳng alpha đó song song với cái mặt phẳng SBD. Và cái mặt phẳng alpha đó đi ngang qua điểm Y thuộc đoạn OC, điểm Y thuộc đoạn OC. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng alpha. Các em lưu ý ở đây là mặt phẳng alpha đi ngang qua điểm Y và song song với mặt phẳng SBD. Thầy trò chúng ta sẽ sử dụng cái tính chất của hai mặt phẳng song song để giải bài toán này. Các em theo dõi nha. Bây giờ thì thầy trò mình sẽ vẽ chính thức nha. Vẽ chính thức.
Ok. S, A, B, C, D. S, A, B, C, D. Bây giờ thầy sẽ vẽ hai cái đường chéo của cái hình bình hành, là cái đáy của cái hình chóp này. Rồi, giao điểm của hai đường chéo là O. Giao điểm của hai đường chéo là O. Điểm Y nằm trên OC. Điểm Y nằm trên OC. Ở đây á, là các em lưu ý là ở đây người ta nói là điểm Y á, nó thuộc cái đoạn OC thôi, chứ người ta không có nói là nó ở cái vị trí nào trung điểm, hay là nó chia cái đoạn là OC ra là bao nhiêu. Người ta không có nói vậy, mà người ta chỉ nói là Y nó nằm trên cái đoạn OC vậy thôi. Và sau này người ta cho cái một cái giá trị là X, nó là AI. AI cái đoạn này là bằng X. Đấy. Thì ở đây là thôi vẽ xong cái hình chính thức rồi thì mình sẽ xóa cái hình mình sẽ xóa cái hình phác họa này đi cho nó rộng cái bảng lại. Rồi. Bây giờ cái mặt phẳng alpha nó có hai cái nó có hai cái yếu tố mà người ta cho là thứ nhất đó là cái mặt phẳng alpha là song song với mặt phẳng SBD, mà SBD là tam giác đều, mà các em nên nhớ rằng BD là bằng B nhỏ. Như vậy thì cái này là bằng B nhỏ, cái này là bằng B nhỏ, và cái này là bằng B nhỏ luôn. BD, SD và SB đều là bằng B nhỏ hết. AC là bằng A nhỏ. Và cái mặt phẳng alpha đi ngang qua Y. Thì các em lý luận theo thầy như thế này. Cái mặt phẳng alpha và mặt phẳng SBD, hai cái mặt phẳng đó song song với nhau. Nhưng mà thiệt rõ ràng là các em không biết cái mặt phẳng alpha là cái hình dạng nó như thế nào hết, cái dáng dấp của cái mặt phẳng alpha nó như thế nào hết. Nhưng mà ở đây đề chỉ cho là cái mặt phẳng SBD nó song song với mặt phẳng alpha. Như vậy thì chúng ta liên tưởng tới ngay cái một cái định lý là hai cái mặt phẳng song song mà cắt cái mặt phẳng thứ ba đó, thấy không, thì hai cái giao tuyến nó song song với nhau. Đơn giản thôi. Như vậy thì cái mặt phẳng SBD này và mặt phẳng alpha đó, nó cắt cái mặt đáy, nó cắt mặt đáy. Cái mặt phẳng SBD á thì nó cắt cái mặt đáy theo giao tuyến là BD. Còn mặt phẳng alpha đó nó cắt cái mặt đáy á theo cái đường nào mình không biết, nhưng mà mình biết là nó có qua điểm Y. Như vậy thì giữa cái mặt phẳng alpha đó đó và cái mặt phẳng ABCD này nè, nó có chung một đường thẳng chứ không thể nào có một điểm hết, bởi vì giao tuyến của hai mặt phẳng. Và cái giao tuyến giữa cái mặt phẳng alpha và mặt phẳng ABCD này á, nó phải song song với BD, đúng không? Tức là hai cái mặt phẳng song song là mặt phẳng SBD và mặt phẳng alpha cùng cắt cái mặt phẳng đáy ABCD thì hai giao tuyến phải song song song. Như vậy thì cái giao tuyến mà đi ngang qua Y này phải song song với BD. Các em thấy là cái đây là một cái ứng dụng rất là hiệu quả. Hai cái mặt phẳng song song, thì cái mặt phẳng thứ ba đã cắt mặt này thì phải cắt mặt kia, và hai giao tuyến song song với nhau. Ở đây các em thấy là giao tuyến BD và giao tuyến đi ngang của Y này song song với nhau. Thì ở đây là các em cho đại đi, là chẳng hạn như là các em cho là M, anh cho điểm này là điểm M, cái điểm này là điểm N. Các em lưu ý rằng M không phải là trung điểm của BC nha. N cũng vậy, nó không phải là trung điểm của CD đâu. Không? Mặc dù nhiều khi các em nhìn vô các em thấy nó như vậy, nhưng mà không phải đâu, là bởi vì điểm Y người ta không có nói rõ là nó là trung điểm của Y của C, cho nên mình không có được nói là MN là điểm trung bình gì cả. Nhưng mà rõ ràng là MN nó song song với BD, đó là cái điều, đó là cái kết quả thứ nhất. Bây giờ cái thứ hai thì chúng ta thấy như thế này. Chúng ta thấy rằng cái mặt phẳng alpha và cái mặt phẳng SBD này nè. Cái mặt phẳng alpha và cái mặt phẳng SBD này nè, nó cắt cái mặt này, nó cắt cái mặt S
BC đúng không, nó các cái mặt SBC theo một cái giao tuyến, mà cái giao tuyến đó nó phải song song với lại cái giao tuyến nào, nó phải song song với lại SB, bởi vì cái mặt phẳng SBD này nè nó cắt cái mặt phẳng SBC theo cái giao tuyến là B là SB. Như vậy thì cái mặt phẳng alpha nó cắt cái mặt phẳng SBD này theo một cái giao tuyến cũng song song với lại SB. Như vậy thì từ M này nè, mình kẻ một cái đường thẳng song song với SB. Từ M là thầy kẻ một đường thẳng song song với SB. Đấy, tức là mình sử dụng cái định lý là hai mặt phẳng song song. Thấy không? Mặt một cái mặt phẳng thứ ba đã cắt mặt này thì phải cắt mặt kia, và các cái giao tuyến nó song song với nhau. À, cái chỗ này là mình thấy nha. Cái này mình thấy nè. Đấy. Ở đây thầy nói lại một tí nữa nè. Các em thấy rằng cái mặt phẳng SBD này nè, thấy không? Và cái mặt phẳng alpha này nè, nó cùng cắt cái mặt phẳng SBC. Cái giao tuyến thứ nhất là giao tuyến SB. SB. Cái giao tuyến thứ hai phải đi ngang qua M và song song với SB. Như vậy thì trong cái mặt phẳng SBC này á, cái giao tuyến đi ngang qua M và song song với SB thì đương nhiên phải cắt SC tại một điểm mà mình cho ở đây là B phở đi. B phở. Thì tương tự như vậy, chứng minh tương tự như vậy thì các em thấy rằng hai cái mặt phẳng SBD và mặt phẳng alpha, phải không? Cắt cái mặt phẳng SCD. À, cái mặt phẳng SBD thì cắt theo giao tuyến SD rồi, thì cái mặt phẳng alpha đó nó có chung một điểm N rồi thì nó phải có chung một một cái giao tuyến mà đi ngang qua N và song song với SD, đó chính là NB B phở. Đó chính là NB phở. Cái này thấy luôn nha. Như vậy thì tới đây á, mình đã dựng xong cái mặt phẳng thiết diện alpha và hình chóp SABCD. Đấy, đó là cái tam giác MNB phở, là tam giác MNB phở. Đấy. Ở đây xác định thiết diện hình chóp cắt bởi mặt phẳng alpha thì mình chỉ ghi là thiết diện hình chóp. Thiết diện hình chóp cắt bởi mặt phẳng alpha là mặt phẳng tam giác, mặt phẳng tam giác MANB phở như hình vậy. Bây giờ ta lại thêm một cái kết quả như thế này nữa, bởi vì ở đề cho là cái tam giác SBD này là tam giác đều, mà các em thấy rõ ràng á là cái tam giác MANB phở này nè nó đồng dạng với tam giác SBD. Bởi vì sao? Bởi vì các em chỉ cần theo dõi một tí như thế này thôi là các em biết nè. Các em chỉ cần theo dõi cái một cái đoạn nhỏ thôi, tức là cái tam giác BCD thì các em có là MN á nó song song với BD. MN nó song song với BD. Đấy. Như vậy đó thì nó định trên cái hai cái đoạn là CD với lại BC này á, các cái đoạn thẳng tỷ lệ đó là gì? Đó là CN trên CD là bằng CM trên CB là bằng CI trên CO. Như vậy thì các em thấy rằng hai cái tam giác MNB phở và SBC này là hai cái tam giác đồng dạng. Bởi vì sao? Bởi vì tam giác MNB phở và SBD có ba cạnh đôi một song song với nhau. Cho nên nó là hai tam giác đồng dạng. Cái này là thầy nói thôi chứ thầy không ghi ra bảng, nói như vậy để các em hiểu rồi, ghi vô nó dài dòng. Như vậy và ta có là cái tam giác MNB phở đồng dạng với tam giác SBD. Cho nên nó là đều, nó là tam giác đều. À, tam giác đều.
mình nói như vậy là đủ rồi. Tức là tam giác SBD là tam giác đều, thì tam giác MANB phở nó cũng là tam giác đều, bởi vì ba cạnh của tam giác này song song với ba cạnh của tam giác đều. Rồi bây giờ ta nhanh chóng sang cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai á, là người ta yêu cầu mình á, là tính diện tích tiết diện theo A và B với x là bằng AI. X là bằng AI, bây giờ thì ghi vô là tính diện tích tiết diện, tức là diện tích của tam giác MNB B phở theo AB, theo AB, theo AB và x luôn, nó là bằng bao nhiêu. Thế bây giờ để mà tính cái diện tích cái tam giác MNB phở đó, thì trước hết đó, là mình tính cái diện tích tam giác SBD. Trước hết là cái diện tích tam giác SBD. Thì các em biết là cái tam giác SBD là tam giác đều, mà tam giác đều là diện tích của nó là A bình phương căn 3 trên 4, tức là bình phương một cạnh nhân với căn 3 trên 4. Bình phương một cạnh tức là B bình phương căn 3 trên 4. Đó là diện tích của cái tam giác đều SBD. Bây giờ ta xem nè. Ta xem thử thứ là cái này. Cái tam giác, hai cái tam giác này đồng dạng. Như vậy thì mình thấy cái tỷ số đồng dạng đó là như thế nào? Thì mình lấy cái tỷ số đồng dạng đó là gì? Cái diện tích tam giác MNB phở, MNB phở mà chia cho diện tích của tam giác SBD là bằng gì? Hai tam giác đồng dạng thì tỷ số hai cái diện tích đó bình phương bằng bình phương của tỷ số đồng dạng, phải không? Bằng bình phương của tỷ số đồng dạng. Mà các em biết rằng là cái cạnh MN này chia cho cái cạnh BD nó bằng gì? Các em theo dõi này nha. Cái cạnh MN mà chia cho cái cạnh BD á thì có phải bằng cái cạnh CI mà chia cho CO không? Đúng rồi. Tức là tâm xét cái tam giác BCD, xét tam giác BCD, cái tam giác BCD này này và cái tam giác MCN và tam giác MCN thì ta có gì? Hai cái tam giác này cũng là hai tam giác đồng dạng, MCD và MCN nó cũng là hai tam giác đồng dạng. Như vậy thì MN mà chia cho BD ta có tỷ số đồng dạng là MN đồng dạng đi. Ta có tỷ số đồng dạng là MN. MN này chia cho BD. MN mà chia cho BD đó thì có phải là bằng CI chia cho CO không? Bằng CI chia cho CO. Mà MN á chia cho BD, MN chia cho BD. MN chia cho BD bình phương thôi, MN chia cho BD bình phương. Cái tỷ số hai diện tích này á, tỷ số hai diện tích là bằng bình phương của tỷ số đồng dạng. Mà bình phương của tỷ số đồng dạng là cái tam giác nhỏ MNB phở thì mình lấy cạnh MN. Nó tương ứng với cạnh của tam giác lớn là thì là cạnh BD. Bình phương của tỷ số đồng dạng. Bình phương của tỷ số đồng dạng. Bây giờ BD thì mình biết rồi nhưng mà MN mình chưa biết. Như vậy đó thì mình sẽ suy ra như thế này. Bây giờ CI trên CO. CI trên CO là bằng gì? CI trên CO là bằng gì? Các em theo dõi nè. CI á thì có phải là bằng AC mà trừ AI không? CI nè thầy không biết, thầy viết là AC trừ cho AI. Chia cho CO, mà CO tức là A trên 2. CO tức là A trên 2. AC thì thầy viết là A nhỏ.
AI, AI ở đây là cho là bằng X chia cho A. Rồi chia 2 này thì mình đưa số 2 này lên nhé. Rồi thì bây giờ các em thấy là MN chia cho BD á, là bằng cái này. Như vậy thì MN chia cho BD bình phương là bằng cái này bình phương. Như vậy thì ta đưa cái kết quả này lên đây nhé. Thì thầy sẽ viết lại được là cái này thầy viết tiếp nha. 2 bình phương lên là 4. 2 bình phương lên là 4. A trừ cho X bình phương lên rồi chia cho A bình phương đúng không? Đó, chia cho A bình phương. Đấy. Tức là MN mà chia cho BD bình phương chính là bằng cái này bình phương. Mà cái này bình phương là 4 lần A trừ X. 4 lần A trừ X bình phương chia cho A bình phương. Đúng không? Như vậy từ đây đó thầy có thể suy thẳng ra là cái diện tích tam giác S à, diện tích tam giác MNB phở, diện tích tam giác MNB phở tức là diện tích tiếp diện đấy, thì có phải là bằng diện tích S của tam giác SBD, diện tích tam giác SBD nè, nhân cho cái này không, nhân cho 4 lần A trừ X bình phương chia cho A bình phương. Đấy. Thì như vậy á thì chúng ta chỉ việc thế vào thôi. Diện tích tam giác SBD á thì nó bằng B bình phương căn 3 trên 4. B bình phương căn 3 trên 4. B bình phương căn 3 trên 4 là cái phần của diện tích tam giác SBD nè. Rồi nhân cho cái này tức là 4 lần A trừ X bình phương. A trừ X bình phương trên A bình phương. Như vậy thì bây giờ mình viết lại cho nó đẹp. Mình viết lại cho nó đẹp là diện tích tam giác MNB phở bây giờ nó sẽ là gì? 4 đơn giản cho 4 đi. Nó trở thành là B bình phương nhân cho A trừ X bình phương. Nhân cho A trừ X bình phương, B bình phương nhân cho A trừ X bình phương chia cho A bình phương. Rồi nhân cho căn 3. Đấy. Cái đây là cái đáp số cuối cùng của cái câu 2. À, thì diện tích của cái thiết diện đó là B bình phương nhân với A trừ X bình phương trên A bình phương nhân với căn 3, đúng rồi. Đấy. Thì như vậy là chúng ta đã giải quyết cái bài toán về hai cái mặt phẳng song song. Về hai cái mặt phẳng song song à, và chúng ta đi tìm cái ta xác định cái thiết diện của hình chóp cắt bởi một mặt phẳng alpha, sau đó ta tính luôn cái diện tích của thiết diện đó thông qua cái kiến thức là sử dụng chủ yếu ở đây là kiến thức là hai mặt phẳng song song à, một mặt phẳng thứ ba cắt mặt này thì phải cắt mặt kia và hai cái giao tuyến nó song song với nhau. À, cái tư tưởng chủ đạo là cái định lý về hai mặt phẳng song song. Bây giờ thầy trò mình sẽ dừng ở đây và thầy sẽ trở lại với các em trong một cái bài giảng khác. Thầy chào các em nha.